Mr. President, thank you for coming. Cảm ơn quý vị đã đến đây. Laura and I remember. I also made it very clear that in order for relations to grow deeper, that it's important for our friends to have a strong commitment to human rights and freedom and democracy. Và tôi cũng đã nói chuyện phải rất rõ ý kiến chúng tôi để cho cái mối giao hảo ngày càng được tốt đẹp hơn, thì phải có sự tiến bộ về phía Việt Nam về vấn đề tự do về chính trị và vấn đề tôn giáo. I explained my strong belief that societies are enriched when people are allowed to express themselves freely or worship freely. They put a lot of people in jail in Vietnam. We feel hurt and suffer. That's why we come here to support them. We want to be free in Vietnam. AP là một hãng thông tấn lớn nhất thế giới. Chúng tôi có khoảng 10.000 các cái. Tôi không nghĩ rằng tình hình nhân quyền có cải tiến hay không cải tiến, tôi không bao giờ nghĩ như thế. It's not the question of improving or not. Ở Việt Nam có luật pháp của Việt Nam. Because Vietnam has its own legal framework. Ai vi phạm luật pháp thì phải bị xử lý. And those who violate the law will be handled. This occasion also applied to convey one message to the American public that the Vietnamese. Chúng ta không thể nào bắt buộc cái luật pháp Việt Nam cũng phải y xì như luật pháp của Hoa Kỳ. And the Vietnamese laws could not be 100% the same as the United States laws. Bởi vì như tôi đã nói, do cái đặc điểm lịch sử cụ thể, cái điều kiện của từng nước khác nhau thì luật pháp nó có những điểm khác nhau. As I said, due to the different historical backgrounds and conditions, therefore the two would have the different legal frameworks. Ổn định, hòa bình và đang là. Tôi có ấn tượng chung là cuộc đi thăm đã thành công tốt đẹp. My overall impression is that the visit is great success. Người dân Hoa Kỳ thì mến khách, hữu nghị. And I was also very impressed with the hospitality and the friendship of the American people. Okay. Do it.